Sao cưng? Kiếm chị chi vậy cưng? Em hỏi chị. Cái túi lon hôm bữa em gửi bé Tâm vừa mắc cái gì mà chị đem bán là sao? Trời, tưởng cái gì? Cái đống đó đúng không? Thì chị đi qua chị đi lại nè, chị thấy cái đống nó còn nguyên hoài à. Chị tưởng em quên. Xong rồi cái tiện thể chị đem chị đi bán giùm em luôn. Thấy chị tốt chưa? Chị tốt quá. Chị tiện thể hay quá. Em đâu có nhờ chị đâu. Chị đem đi bán vậy rồi tiền đâu? Trời ơi, có bao nhiêu đâu. Nè, có 20.000 à. Vì cái 20.000 này á, mày to tiếng, mày lớn tiếng, mày chửi tao. Tình cảm chị em bao nhiêu năm nay mày coi vậy mày thấy được không nè. Cùng lắm thì trả cho em nè. Không, tôi ghét quá. Trời ơi, làm ơn mất quán. Không phải làm to tiếng với chị, nhưng mà chị cũng biết đó, làm cái nghề nhặt ve chai này nó vất vả cỡ nào mà. Thôi được rồi, lần sau vỏ lon của em thì kệ em đi, để em tự bán. Còn tiền đó thì chị giữ luôn đi. Vậy chị cảm ơn nha. Chị đi về trước nha. Chị có sao không? Dạ không, em có sao hết á. Anh có sao không? Em cảm ơn anh nhiều nha. Nếu mà không có anh nó cho em té rồi. Không té thì đứng dậy cho đàng hoàng. Mắc cái gì mà dính xà lẹo nhau vậy? Nè, chị tiện thể cái gì thì được. Chị mà tiện thể luôn chồng của tôi á, đừng có trách. Ăn nói xà lơ quá. Thôi chị về nha. Anh em về. Nhìn cái gì? Nè, coi đi. Áo anh bị rách luôn rồi nè. Tôi nói cho anh biết nha, anh đừng có mà lộn xộn, đừng có chọc cái máu giang hồ tôi nổi lên nha. Liệu hồn với tôi đó. Anh Kha. Ủa? Chị Hoàng qua chơi hả? Anh Kha đang lựa dây chai hả? Em qua đây em gửi cho anh Kha cái áo mà hôm bữa em lỡ em làm rách của anh Kha. Thôi được rồi chị ơi, có gì đâu, chị làm vậy tôi ngại lắm. Hàng xóm láng giềng với nhau không à? Cũng như anh Kha nói đó, là mình làng xóm với nhau không mà có gì đâu mà ngại. Anh Kha, hay là anh Kha thay đồ á, anh Kha mặc thử cái áo này đi, cho em sợ nhiều khi nó không có vừa anh Kha. Mặc thử? Anh Kha mặc thử đi, chứ em sợ với cái bộ da mà lật lưỡng như vậy, cái áo em không có vừa. Rồi, được rồi, để một lát nữa tôi vô trong nhà tôi thử. Ăn cơm thôi anh. Ủa, chị Hoàng qua nào vậy? Thì chị mới qua. Chị qua, chị đền chị ảnh cái áo bữa chị làm hư của anh Kha mà. Trời đất ơi, nó thơm gì đâu á. Trời ơi, ý ơi, hên ghê. Bữa nay nhà chị không có nấu cơm, sẵn tiện chị ăn cơm với hai vợ chồng nha. May quá trời. Thôi để em vô em lấy thêm cái chén cho chị. Cảm ơn em nha. Ấy ơi, công nhận giỏi thiệt luôn á. Em nấu cái trường này trời nó ngon bá cháy một chiếc luôn. Trời cắn vô một miếng nó mềm, nó thơm, nó ngon gì đâu. Trời ơi, em nấu ăn số 1 luôn ấy rồi. Hay là hai chồng ăn đi, tự nhiên thôi có gì đâu ngại. Ăn đi, ăn đi. Ôi nào quá. Ý ơi, trời ơi, trong cuộc đời vậy chưa bao giờ mà chị ăn một cái bữa ăn mà nó ngon mà nó xuất sắc như vậy. Em số 1. Trời ơi anh Kha nha, anh may mắn lắm anh mới gặp được một người vợ mà tuyệt vời giống như ý vậy. Vừa nấu ăn ngon mà nết na thùy mị lắm á. Trời ơi anh may mắn lắm á. Chị khen lố rồi, em nấu cũng bình thường thôi à. Không, không đúng. Mà ý á, cũng may mắn lắm nha. Không phải ai cũng gặp được một người chồng mà tài giỏi mà đẹp trai giống như anh Kha gì đâu. Ê, bây giờ có người đang kiếm chị. Thôi, bây giờ sẵn tiện em ý, em ở nhà em á,
em dọn em rửa chén giùm chị luôn nha. Trời ơi cảm ơn em nhiều nha, bữa cơm ngon xuất sắc bùi chét. Anh Kha, anh nhớ mặc cái áo để bữa sau em qua rồi anh Kha mặc cho em coi nha. Em về nha, Kha về nhà ý nha. Trời cơm ngon quá. Anh đó, cái con nhỏ này ngày càng quá đáng thiệt chứ, không biết xấu hổ là cái gì hết á. Thôi bỏ đi em, có bữa cơm mà, dù gì cũng là hàng xóm của mình nữa. Hàng xóm? Bây giờ anh còn mở miệng ra minh vực nó nữa hả? Anh với nó có cái gì với nhau rồi đúng không? Cái gì? Tào lao quá. Nè nha, tôi nói cho anh nghe nha, anh đừng có mà chọc cái máu điên tôi nổi dậy nha. Rồi để anh dọn cho. Mày Hoàng đâu rồi? Mày trốn ở đâu? Mày Hoàng đâu? Mày bước ra đi đâu? Cái gì? Hoàng nào? Làm gì có Hoàng nào ở đây? Anh sao vậy? Anh bao che cho nó, anh giấu nó đúng không? Anh đừng có chối với tôi nha. Hồi nãy tôi đi qua quán nước, chị Tam nói với tôi á là nó mò mẫm, nó vô nhà mình, nó chiêm chuột với nhau rồi đúng không? Chiêm chuột gì trời, em bị khùng hả? Anh vừa nghe thấy tiếng của bả thôi là anh sợ anh trốn mất dép luôn rồi. Anh đóng cửa lại, anh đâu có cho bả vô đâu. Thiệt không? Thiệt. Anh á là chỉ có yêu một mình vợ của anh thôi, Hoàng Hồng Tâm gì đó, xách dép cho vợ của anh hết. Nói cho anh biết nha, tôi giang hồ lắm đó, đừng có chọc máu điên của tôi. Ừ, biết rồi. Không có được. Con này ngày càng láo, đến chồng của em nó còn muốn tiện thể, em phải cho nó một bài học mới được. Nè, bình tĩnh lại. Bây giờ anh có cách này nè, em cứ nghe theo anh. Em là Hoàng nè. Hôm bữa em mua cái áo mới cho anh á, anh mặc chưa vậy? Thích mà còn bày đặt ra dễ. Anh Kha ơi, hôm nay á em mặc một cái đầm mới qua gặp anh nè. Anh coi thử anh có thích không? Mà nếu như mà anh không thích á thì em cởi ra cũng được. Anh Kha ơi. Sao? Sao là mày? Anh Kha đâu? Mày sao chăng chứ gì? Mày định cởi áo cho ai xem? Mày muốn tiện thể luôn chồng của tao hả con khốn? Hả? Hả con khốn? Thôi, dừng. Dừng đi em. Em đánh nữa là em đánh chết nó. Em cũng muốn đánh chết nó đó. Nó tiện thể luôn chồng của em kìa. Tôi mày lừa tao. Không có ai rảnh mà đi lừa chị hết trơn á. Là do chị đi quá giới hạn thôi. Tôi nói cho chị biết, cái hành vi mà phá hoại hạnh phúc gia đình của chị á hả, tôi thu hết vô điện thoại rồi. Sao? Mày có tin á, tao đăng cái video này lên mạng cho mày sáng nhất đêm nay không? Chị xin lỗi. Kha, bỏ cái tập tiện thể nha. Còn không á thì đừng có trách. Chị biết rồi. Chị sẽ hối cải. Chị sẽ thay đổi thành một con người mới, sống có ích cho gia đình và xã hội. Chị hứa luôn á. Im đi. Cút. Nhìn cũng tội ha. Anh tội không? Tội vì cái loại tiện thể đó. Tiện thể luôn mấy cái vỏ lon. Rồi đến bữa cơm á cũng muốn ăn cơm chùa của người ta. Làm sao? Bây giờ đến chồng của em mà nó cũng muốn tiện thể nữa. Cái nết này mà không bỏ, có ngày cũng bị chúng đánh à.